Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 206 được mang tên là Điên cuồng hấp thu Của bộ truyện Phạm Nhân Thu Thiên Chi Tiên Giới Thiên Tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio Mọi người xem mà thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng Paypal rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thành Chúa Đại Nhân, ông ừ, người đã tới rồi. Thần Dương dẫn đầu tiến lên một bước, cung kính thi lễ nói. Lúc này Đỗ Thanh Dương đã thay một thân hồng bào mới tinh, liếc nhìn Thần Dương, khí thái uy nghiêm gật đầu. Tên đệ hán đầu trọc lập tức đi lên phía trước, đẩy hàng lập lên bị đá, tiến vào chính giữa cái lỗ khảm hai chân của hàng lập vừa bước vào đã cảm thấy dưới chân có vài phần dính nhớp cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra trong cái lỗ khảm có một chút chất dính màu đen hoặc nhìn giống như huyết tương màu đen tích lại qua năm này tháng khác tuy những huyết tương này dính dính nhưng không hề hôi thối chỉ là tản ra một mùi tanh nhàn nhạt Giao trận sắc mặt của đỗ thanh dương nghiêm lại ra lệnh một tiếng mấy người thượng dương lập tức phi thân lên chia nhau rơi xuống năm cái đại tròn mà chính y cũng chậm rãi đi tới cái bệ đá tới chính giữa cái lỗ khảm khác đối mặt với hàng lập khoanh chân ngồi xuống tuy thần sắc trên mặt của hàng lập không thay đổi nhưng trong lòng thì trùng xuống sắc mặt càng thêm trầm xuống bắt đầu đi đỗ thanh dương tiếp tục nói đám người thần dương tuân lệnh nhau nhau khoanh chân ngồi xuống cũng không thấy độc pháp quyết gì cả chỉ là tất cả đều nâng một tay lên nhấn vào cái miếng thú hạch địa giai kia bản thân thì vận chuyển lực lượng tinh thần trong cơ thể một hồi âm thanh ong ong vù vù như có như không vang lên toàn bộ bị đá theo đó hơi hơi rung động ngay sau đó chỉ thấy thú hạch trước người năm người liên tục sáng lên hào quang từng đợt chấn động mạnh mẽ truyền ra từ bên trong từng sợi lực lượng tinh thần nhẹ nhẹ cũng theo đó tuôn ra thuận theo từng đường vân khắc ở trên bỉ đá tập trung nhảy về cái lỗ khảm phía trên hàng lập chỉ nghe một trận âm thanh phốc phốc vang lên từng huyết tương màu đen dính nhớp dưới người hàng lập sau khi hòa nhập với từng sợi lực lượng tinh thần, đột nhiên bắt đầu phun trào ùng ục như là suối nước, chạy dọc theo mắt cá chân của Hàng Lập, bao cả người của hắn từ eo trở xuống. Trong miệng của Hàng Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, máu tươi trong cơ thể cũng sôi trào lên, chân linh huyết mạch đã lâu không cảm thấy bạo động lần nữa hiện lên. Hắn cảm thấy tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, muốn dãy dụa nhưng trên người giống như là bị đổ gì, nặng nề không thể động đậy, sơn nhạc cử viên ngân xí lôi bằng thanh loan hỏa phượng bên ngoài cơ thể của hàng lập từng đợt hư ảnh mông lung bắt đầu không bị khống chế hiện ra khiến cho người xem hoa mắt đỗ thanh dương ngồi đối diện hắn thấy một màn như vậy càng thêm vui vẻ trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ tham lam <laughs> không thể ngờ được chân lên huyết mạnh trong người của ngươi lại phong phú đa dạng đến vậy đó không uổng công ta nhẫn nại lâu như vậy rất tốt rất tốt đỗ thanh dương cười hăng hắc không nhịn được mà mở miệng nói lông mày của hàn lập nhíu lại nghiến răng không mở miệng nói một câu nào đúng lúc này thần sắc hắn đột nhiên thay đổi đột nhiên cảm thấy trong người một trận khốn cùng hắn vội cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy dưới cái lỗ khảm còn có một cái rãnh máu liên thông về phía đỗ thanh dương đối diện máu tươi trong cơ thể của hắn lúc này giống như đang bị hút ra từng giọt từng giọt thuận theo cái rãnh máu kia chảy về phía đối diện nhưng huyết dịch chảy tới dưới thân của đỗ thanh dương thì lập tức như nước suối dâng trào hóa thành một tầng màn sáng huyết sắc hình tròn bao phủ y trong đó trong miệng của đỗ thanh dương phát ra một tiếng gầm nhẹ đè nén hai tay nắm quyền thu lại bên người hai mắt dần hóa thành màu đỏ máu ngược lại lông mày của hàng lập cũng nhăn chặt lại cảm giác khốn cùng ở trong người càng nặng hơn hắn có thể cảm nhận rõ ràng chân linh huyết mạch làm bạn với mình nhiều năm đang bị rút đi từng chút một tiếp tục như vậy đừng nói chân linh huyết mạch ngay cả tính mạng cũng không giữ được nữa nếu <laughs> để tới tình cảnh này rồi Cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần vậy Trong lòng của Hàng Lập thở dài một tiếng Tâm niệm vừa động Chướng thiên bình nuốt vào trong bụng tự đảo ngược lại Chất lỏng màu đỏ như máu trong bình chảy ra Dung nhập vào cơ thể của hắn Cơ hồ trong nháy mắt Làn da Hàng Lập bị hấp chín như cua Biến thành một màu đỏ máu Bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu có từng sợi sương mù màu hồng phấn toát ra Đỗ Thanh Dương đang chìm trong cảm giác thoải mái khi chân linh huyết mạch nhập vào cơ thể, khóe mắt liếc qua một màn này, cũng chỉ cho là dị tượng khi huyết dịch trong người hàng lập sắp bốc khô thôi cũng không để ý nhiều không bao lâu hai mắt của hàng lập trợn lên làn da bên ngoài giống như bị nứt nẻ hiện ra từng vết trạng như mai rùa nhưng bên trong cũng không thấy chút máu nào chảy ra cả giờ phút này trong cơ thể của hắn chân linh huyết mạch khác coi như an ổn chỉ có huyền vũ huyết mạch kia trở nên sao động không thôi như thủy triều kia không ngừng trào lên trong huyết quản của hắn loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì trước đó đã từng trải qua vậy nên vẫn có thể nhịn được. Dù như vậy, máu tươi của hắn chảy ra ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ngược lại vì huyết dịch bắt đầu khởi động khiến cho rãnh máu kia theo đó càng nhanh hơn, chảy vào trong cái lỗ khảm đối diện. Nhưng mà khi những huyết dịch này bắt đầu hòa nhập vào cơ thể Đỗ Thanh Dương, đôi mắt của y lập tức trợn lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. màng huyết sắc bao phủ bên ngoài cơ thể của y không ngờ lúc này giống như sôi trào, bên ngoài có từng cái bong bóng khí huyết sắc bắt đầu bốc lên ùng ùng trong miệng của Đỗ Thanh Dương phát ra một tiếng kêu đau đớn. Lúc này cảm thấy mạch máu ở trong người, tính cả hước dịch vốn là của y cũng bắt đầu bạo động kịch liệt. Trình độ cuồng bạo gấp trăm lần so với trong cơ thể của Hàng Lập. Lấy khí lực mạnh mẽ của y cũng cảm thấy giống như là bị xé nát vậy. Trong miệng của Đỗ Thanh Dương phát ra một tiếng hét to, hai tay mạnh mẽ hợp lại trước người, xương cốt toàn thân rung động đồm đớp, hơn 200 chỗ huyền khiếu quanh người của hắn liên tiếp sáng lên, trên da thịt ngoài thân cũng theo đó hiện ra một tầng bạch quang mờ ảo. Dưới tầng bạch quang này bao phủ, huyết dịch cuồng bạo trong cơ thể tựa hồ tạm thời bị áp chế, không bạo thể mà ra. Y chỉ nghĩ là chân linh huyết mạch này vốn cuồng bạo, không biết là do chất lỏng đỏ sậm từ cái bệnh hàng lập ăn vào quấy phá. Thời gian trôi qua, tốc độ xối mòn huyết dịch trong người của hàng lập không những không chậm lại, ngược lại càng ngày càng nhanh, sắc mặt của hắn dần trở nên trắng bệch thần quan trong hai mắt cũng có chút tan rã. Đỗ Thanh Dương cắn chặt hàm răng, nhìn đủ loại biến hóa của hàng lập phía đối diện, trên mặt dữ tợn lại lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn. Trong người một nhân tộc lại có thể dung nạp nhiều chân linh huyết mạch như vậy, mà vẫn có thể khiến chúng ở chung hài hòa, thật đúng là không dễ nha. Lúc đầu muốn ném ngươi vào trong huyền đấu trường, thông qua chiến đấu chém giết lần lượt để giả tính của chân linh huyết mạch trong cơ thể của ngươi ăn mòn một chút, không nghĩ tới vẫn cuồng bạo như cũ, đỗ thanh dương nghiến răng nói sắc mặt của hàn lập càng khó coi cả người giống như bị rút hết sức sống căn bản vô lực nói chuyện với y hắn chỉ có thể dựa vào một chút bản năng đồng thời vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công và vũ hóa phi thăng công muốn dùng lực lượng tinh thần giữ lại một chút huyết dịch đang chảy ra ngoài nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ chẳng qua vào lúc này dị biến lại xảy ra chỉ thấy cái tầng hào quang mờ ảo bên ngoài cơ thể của đỗ thanh dương lóe lên một hư ảnh sơn nhạc cự viên hiện ra hai tay đám ngực cuồng bạo bên kia một hư ảnh thanh loan dãy dụa bay ra ra sức bay lên trời một bên kia lại có tia sáng trắng sáng lên một hư ảnh lôi bằng điện quang quấn quanh cũng giống như là muốn thoát ra hư ảnh chân linh trước đó xuất hiện bên ngoài cơ thể của hàng lập lúc này đều lơ lửng hiện ra ngoài thân của đỗ thanh dương nhưng khác với trạng thái tương đối vững vàng của hàng lập bên này hiện giờ toàn bộ hư ảnh chân linh đều trở nên cực kỳ cuồng bạo hai mắt của đỗ thanh dương bỗng nhiên trợn lên toàn thân truyền đến từng đợt lực lượng xé rách vô cùng cường đại, ngay cả y cũng không nhịn được phát ra một tiếng gào thét trung trời. Cùng lúc đó, làn da ngoài thân y cũng hiện ra từng đường vân rạng giống như là hàng lập, chẳng qua thứ không giống là trong cứ vết rạng của y đều là màu đỏ máu, đúng là làn da bị xé ra từng đạo vết thương cực nhỏ mà dày đặc. Từng sợi huyết dịch đỏ thẫm này chảy ra thành dòng, trong nháy mắt đã ướt sũng quần áo của y năm người thần dương xung quanh thúc giục đại trận thấy như thế sắc mặt đều biến đổi không biết phải làm sao cả không được ngẩn rồi nhanh dùng toàn lực dẫn chuyển đại trận trợ giúp thành chủ đại nhân hấp thu huyết mạch thần dương bỗng cao giọng quát khẽ một tiếng mấy người còn lại nghe như vậy thần sắc hơi bình tĩnh bàn tay nhấn lên thu hoạch trước người dùng toàn bộ lực lượng tinh thần quán chú vào trong đó nhưng vào lúc này khóe miệng của thần dương đột nhiên lộ ra một vòng tươi cười quỷ dị nâng một quyền lên, mạnh mẽ đập xuống thú hạch trước người mình. Bành! Một thanh âm vang lên, cái miếng thú hạch địa dài kia phát ra tiếng vỡ vụn, lực lượng tinh thần màu trắng lập tức văng ra, tiêu tán như khối bụi trong không trung. Thường Dương điểm cái mũi chân một cái lướt ra sau, một màn này phát sinh quá đột ngột, đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, toàn bộ già la huyết trận đột nhiên mất cân bằng, một hồi hào quang rung động mạnh, từ trong liền truyền ra một cổ lực lượng xé rách vô cùng cường đại mọi người ở trong đại trận giống như đột nhiên bị cái cổ lực lượng này giam cầm, ai cũng không thoát ra được. Thần Dương, ngươi làm gì vậy? Đỗ Thành Dương thấy như thế, giận tím mặt nói. Ờ, thành chủ đại nhân, không có gì, chỉ là thoáng cải biến chút và la huyết trận của ngài thôi. Về phần hiệu quả như thế nào thì ngài phải tự mình kiểm nghiệm rồi. Thần sắc của thần dương không thay đổi, vừa cười vừa nói. Y vừa dứt lời thì một trận âm thanh gió đột nhiên sinh ra màn sáng huyết sắc bao phủ bên ngoài cơ thể của Đỗ Thanh Dương mạnh mẽ khuất trương ra, hóa thành một vòng xoáy huyết sắc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ và la huyết trận, toàn bộ mấy người ở trong đó cũng bị bao phủ vào trong. Bốn người đại hán đầu trọc kia thấy tình thế không ổn, cũng muốn rời khỏi pháp trận nhưng đã chậm rồi. Bàn tay của bọn họ bị cái miếng thú hạch trên mặt đất gắt gao hấp thụ, cả cánh tay gần như đều biến thành màu đỏ máu. Cùng lúc đó trên người họ cũng nổ phanh 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 không thôi. Từng huyền khiếu liên tiếp sáng lên, lực lượng tinh thần ở trong cơ thể cũng giống huyết dịch trong người, không kiềm được bị cái vòng xoáy huyết sắc hấp thụ. Tình huống của Đỗ Thanh Dương trong đại trận cũng như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn mấy người khác nữa. Nhưng tu vi của Y cao hơn, ngược lại có thể chống cự được một chút, nhưng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì cả. Lúc này hai mắt của Y có một màu đỏ máu, khóe mắt giống như có huyết lệ chảy ra, trong lòng càng phẫn nộ không thôi. Ừ, cũng không sai biệt lắm rồi. Thần Dương nhìn hai mắt đỏ như máu của Đỗ Thanh Dương tự lẩm bẩm một tiếng. Gã vừa dứt lời, và la huyết trận quả nhiên lại nổi lên ít biến hóa. Theo một trận âm thanh nhẹ vang, vòng xoáy huyết sắc bao phủ huyết trận đang xoay tròn, bỗng nhiên ngưng lại một cái, tiếp đó chợt đảo chiều. Huyết khí lúc trước chảy vào trong cơ thể của Đỗ Thanh Dương, nhanh chóng theo hai cái lỗ khảm rảnh máu, chảy ngược trở về hàng lập bên này. Huyết tương đậm đặc ở trong hố lõm dưới thân, sau khi huyết khí này chảy vào, nhanh chóng sôi trào lên, Hàng Lập cảm thấy thân thể dường như bị đốt cháy, da dẻ cả người biến thành màu đỏ, cả người nóng rang vô cùng, trên người liền nứt ra giống như đường vân ở trên mai rùa, bắt đầu hiện ra từng cái vệt sáng đỏ như nham tương. Huyết dịch vốn chỉ bao phủ nửa dưới thân hình của hắn thôi, theo đó lan tràn lên, trước lan đến ngực, tiếp đó lên tới cổ, cuối cùng bao bọc cả người của hắn vào trong, hóa thành một huyết sắc đại kén. Cổ khi huyết này đột nhiên tràn vào, còn mang theo lực lượng tinh thần của Đỗ Thanh Dương và năm người kia, năng lượng ẩn chứa trong đó quá mức khổng lồ nếu không có thần thông tiên linh lực phụ trợ thân thể của hàng lập làm sao có thể tiếp nhận được chứ <laughs> từng tiếng gầm nhẹ mơ hồ không rõ từ trong huyết kén không ngừng truyền ra hàng lập cảm thấy từng cổ lực lượng không ngừng xông loạn trong cơ thể của mình khiến cho tứ chi bách hải thậm chí cả kinh kỳ kinh bát mạch phồng lên đầu lâu cơ hồ muốn vỡ tung ra cái loại đau đớn này á so với lúc rèn luyện trong hoán cúc lôi trì cũng không kém bao nhiêu lúc này hàng lập không cho phép suy nghĩ gì nữa chỉ theo bản năng miễn cưỡng duy trì một tia thần niệm còn sót lại trong thần thức bảo vệ thức hải tránh để hoàn toàn mất đi ý thức thời gian trôi qua từng giờ từng phút hàng lập cắn răng chịu đựng những người khác cũng đồng dạng như vậy cho tới bây giờ thì đỗ thanh dương cũng vẫn cố gắng chịu đựng không cam lòng buông tha gã đang kiên trì vì có một suy nghĩ là chờ hàng lập không nhịn được bạo thể mà chết đến lúc đó gã liền có cơ hội thu về lực lượng huyết mạch vốn thèm thuồng đã lâu này chỉ cần gã chống đỡ được đến lúc đó cái tên thần dương kia dám can đảm phản bội ám hại mình nhất định phải chết so với cái tên lệ phi vũ này còn phải thê thảm hơn nữa thần dương đã sớm mang giải đạo nhân lui về bên vách hang động lúc này sắc mặt của y cũng giống như vậy âm tình bất định trên tráng thỉnh thoảng có mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống trên thực tế y cũng đang chờ chờ hàng lập bạo thể mà chết tạo ra cổ anh tạc to lớn dưới cái cổ lực lượng này á mấy tên đội trưởng không cần phải nói tới nhất định chính là kết quả chết không toàn thay còn đỗ thanh dương mặc dù chưa hẳn là sẽ chết tại chỗ nhưng nhất định sẽ bị thương nặng khi đó còn không phải là mặc cho y xử trí sao có điều chính bản thân của hàng lập còn có đỗ thanh dương biểu hiện hôm nay cùng sức nhẫn nại làm cho y có chút tâm thần không yên hôm nay y hành động như vậy hiển nhiên đã dốc toàn lực rồi một khi mà thất bại kết quả chờ đợi y là cái gì y không muốn suy nghĩ nữa cũng không dám nghĩ tới nữa mà thần sắc trên mặt của giải đậu nhân vẫn không chút gợn sống hay sợ hãi nào thậm chí ánh mắt nhìn về phía trước có mấy phần trống rỗng tựa hồ hết thảy trước mắt không quan hệ gì đến gã cả cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì theo trung tâm huyết sắc đại kén bành trướng lớn lên hàng lập ở trong đó thân hình cũng theo đó phồng lên cả người giống như bị thổi đầy khí vậy phồng lớn lên gấp bội tựa hồ sau một khắc hắn không nhịn được sẽ nổ tung ra nhưng vào lúc này chính giữa huyết lực cuồng bạo từng đạo hư ảnh chân linh lần nữa nổi lên cũng không trốn ra bên ngoài mà từng đầu dung nhập vào trong cơ thể của hàng lập không tốt rồi đã xảy ra chuyện vậy, vậy từng tiếng kêu vang lên bốn tên đội trưởng bị già la huyết trận bám vào vững chắc khí huyết cả người lúc này bắt đầu điên cuồng rót ngược lại chạy tới hướng của hàng lập bên kia chỉ chốc lát sau gò má bọn họ bắt đầu hõm vào với tốc độ mắt thường có thể thấy được đỗ thanh dương ở trung tâm pháp trận thấy như vậy rốt cuộc không dám ôm chút hy vọng nào nữa nếu tiếp tục chờ đợi chỉ sợ gã hút máu không được ngược lại có khi bị hàng lập hút khô cả người. Chỉ nghe trong miệng của gã quát to một tiếng, huyền khiếu quanh thân liên tục sáng lên lớn đốm, so với lúc đầu hiển hiện ra hơn 200 chỗ, rốt cuộc nhiều hơn tới mấy chục, hơn nữa chủ yếu được tập trung ở vùng eo và trên hai cánh tay. Chỉ thấy gã nâng lên một quyền, đầu quyền hội tụ tinh thần lực kịch liệt, toát ra trận trận ánh sáng tinh thần lóa mắt, đột nhiên đấm xuống tới đàn. Một tiếng vàng thật lớn, toàn bộ già la huyết trận kể cả toàn bộ hang động dưới đất tất cả đột nhiên chấn động một cái nhưng không có sụp đổ chuyện lần này xảy ra hiển nhiên không nằm ngoài dự đoán của đỗ thanh dương bởi vì thiết kế trận này ban đầu đã cân nhắc đến công kích bên ngoài có thể làm huyết trận vận chuyển bị cắt đứt cho nên xây dựng vô cùng vững chắc cho dù chính gã cũng không cách nào một kích mà phá hư được cả chỉ là gã vạn vạn lần không nghĩ tới thần dương lại đột nhiên phản bội từ bên trong lặng lẽ sửa đổi huyết trận để cho cái trận này vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào ngược lại hôm nay lại khiến cho bản thân tự mua dây buộc mình tiếng ông ông phát ra liên tục dư âm chấn động lan tràn ra một cỗ lực phản chấn cường đại đánh lên đánh úp về phía đỗ thanh dương làm thân thể của gã đột nhiên chấn động một cái lui về sau huyết trận một chút giữa không trung đỗ thanh dương lại đánh tiếp một quyền cưỡng ép cắt đứt liên lạc giữa mình và già dạ la huyết trận phóc một tiếng đỗ thanh dương phun ra một ngụm máu tươi nơi ngực bị lõm sâu vào thân thể té ngã ra ngoài lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi huyết trận khống chế gã vừa thoát ra còn lại bốn đội trưởng không có người chia sẻ áp lực đại trận tự nhiên càng không cách nào chống đỡ nổi một tiếng kêu thảm truyền tới bốn thân người liên tiếp nổ tung bắn ra bốn đoạn máu tươi đỏ thẫm. đỗ thanh dương ổn định lại thân hình lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn kết quả thi thảm của bốn người kia trong lòng càng giận dữ tới cực điểm thần dương nạp mạng đi trong miệng của gã quát lớn một tiếng không thèm để ý thương thế trên người phóng qua bên kia ha, hổ bệnh sắp chết lại còn dám hung dữ hả thần dương thấy như vậy cười lạnh một tiếng lời nói của y tuy ung dung nhưng thượng sắc ngưng trọng dị thường hai quả đấm nắm chặt quanh thân sáng lên huyền khiếu nên đón đổ thanh dương ha! bỗng nhiên hàng lập bên trong huyết kén phát ra một tiếng thét dài toàn bộ lực lượng ẩn chứa bên trong và la huyết trận bắt đầu cấp tốc co rút lại điên cuồng nhập vào trong cơ thể của hắn thân thể hắn bắt đầu cấp tốc bệnh trướng cả người nhìn giống như một cục máu tròn vo đường vân mai rùa ở bên ngoài thân cũng hiện ra rất nhiều vết rách nhìn như là sắp vỡ ra vậy vậy mà lúc này ngoại trừ giải đậu nhân ra ai cũng không chú ý tới bên trong ngực của hàng lập bỗng nhiên sáng lên màu xanh lá cây nhìn không rõ lắm từng cổ lực lượng tinh thần cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn nhanh chóng bị trưởng thiên bình hút vào cuồn cuộn không ngừng chỉ còn dư lại khí huyết cường đại không ngừng xông phá trong cơ thể của hàng lập lúc đầu hàng lập vốn đã sắp đánh mất thần trí rồi lúc này mới cảm thấy lực lượng hầu như muốn làm nứt vỡ thân thể của hắn giảm bớt đi rất nhiều trong đầu của hắn khôi phục lại thanh minh chỉ thoáng dừng lại một chút sau đó bắt đầu vận chuyển hết sức vũ hóa phi thăng công điên cuồng thu nạp lực lượng khí huyết và tinh thần đang xông lên trong người nhờ trưởng thiên hút đi bớt lực lượng tinh thần lúc này hàng lập thu nạp không còn trở ngại nữa những lực lượng khí huyết ngoại trừ trên thân năm người đổ thanh dương ra hỗn tạp hơn nữa chính là chân linh huyết mạch của hắn cho dù khó khăn rất nhiều nhưng cuối cùng cũng có thể thu nạp thuận lợi chờ hai cổ lực lượng này bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể thân thể bành trướng của hắn liền bắt đầu chậm rãi coi rút lại cùng lúc đó trên hai chân của hắn lan tràn ra một tầng bạch quang mông lung từng cổ lực lượng tinh thần bắt đầu ngưng tụ xuống hai chân hắn <laughs> một thanh âm vang lên một chỗ huyền khiếu trên chân trái bỗng nhiên mở rộng ngay sau đó lại bụp một tiếng vang nhỏ trên đùi phải lại có một chỗ huyền khiếu đột nhiên mở ra sau đó lại liên tục vang lên hai tiếng trên dưới hai cái đùi của hàng lập liên tiếp có hai huyền khiếu sáng lên hào quang đến lúc này vũ hóa phi thăng công của hắn rút cuộc đã đại thành hai chân 18 chỗ huyền khiếu đã quán thông toàn bộ giải đậu nhân ở xa xa nhìn xem một màn này thân sắc vốn đờ đẫn liền hơi đổi trong mắt cũng hiện lên một vẻ khó tin Huyền khiếu liên tiếp quán thông đối với hàng lập vốn là sự tình hoan hỷ, thế nhưng trùng hợp là đến giờ phút này lại có chút phiền phức. Bởi vì vũ hóa phi thăng công giống như đại chu thiên tinh nguyên công, một khi mà tu luyện viên mãn rồi sẽ không cách nào tiếp tục thúc đẩy huyền khiếu thông suốt nữa. Số lượng huyền khiếu cũng liền dừng lại ở 54 chỗ. Không cách nào thu nạp lực lượng tinh thần và khí huyết cũng chỉ có thể ứ động tồn tại trong cơ thể của hắn, không có chỗ để đi. Mà lúc này hai loại lực lượng trong già la huyết trận cũng đều chưa tiêu hao toàn bộ, đang không ngừng tuôn trào vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn có thể tiếp nhận được hai cổ lực lượng khổng lồ không cách nào nói rõ này hay không vẫn còn chưa biết được. Bên kia tiếng nổ vàng mãnh liệt, quanh thân của thần dương sáng lên hơn 130 đoạn huyền khiếu, nhưng vẫn bị đổ thanh dương vững vàng áp chế. Cốt giáp màu trắng như tuyết trên người của y đã bị nện cho nước ra, suốt ra đạo đạo vết rách bắt mắt. Giờ phút này trong lòng của Đỗ Thanh Dương cũng không ngừng kêu khổ, thương thế bên trong cơ thể cũng không phải là không nặng, chỉ là gã đang cưỡng ép áp chế một khi chống đỡ không nổi sẽ lập tức chuyển biến xấu hậu quả thiết tưởng không chịu nổi một âm thanh lại vang lên lần nữa trên cánh tay của đỗ thanh dương dày đặc huyền khiếu nhau nhau sáng lên hào quang một quyền đánh tới đập vào hai cái tay đang giao nhau đón đỡ của thần dương vang lên một tiếng két thanh thúy hai cánh tay của thần dương lập tức đứt gãy toàn bộ cơ thể bị cái cổ đại lực này nện bay ra ngoài lăn trên mặt đất mười mấy vòng âm âm đâm vào cái vách tường hang động đước xuống dưới tay y chống lên mặt đất nhịn không được mà phun ra một ngụm máu lớn sớm đã thấy tiểu tử ngươi về sau sẽ phản quả nhiên chẳng những dấu kính thực lực chân chính lại còn mưu toan hại ta thật đáng chết đỗ thanh dương không có lập tức đuổi theo mà đứng nguyên tại chỗ âm thầm áp chế thương thế trong cơ thể nhìn Thần dương lạnh giọng nói ra <laughs> Tại hạ có chết hay không chỉ sợ hôm nay đã không còn do thành chủ đại nhân ngươi làm chủ nữa rồi thường dương lâu vết máu trên khóe miệng cười lạnh rồi nói bớt nhiều lời đi mau nhận lấy cái chết sắc mặt của đỗ thanh dương trở nên dữ tợn quát to một tiếng chưa dứt lời bất ngờ huyền khiếu dưới hai chân của hắn tỏa sáng lên hai chân của hắn đập mạnh xuống dưới đất lập tức cả người mơ hồ một cái giống như thuốn di từ ngay tại chỗ biến mất không thấy đâu trong nháy mắt bên tai của thường dương vang lên một tiếng thét lớn từ đó hiện ra hai ngón tay như một thanh Chủy thủ sắc bén đâm về phía huyệt thái dương của gã sắc mặt của thần dương thay đổi căn bản không kịp phản ứng gì chỉ có thể dựa vào bản năng mà né qua một bên nhưng đỗ thanh dương nào buông tha cho gã bộ pháp dưới chân liền biến đổi ngay chính giữa hai đút ngón tay của hắn không ngờ đều có huyệt huyền khiếu phát sáng lên bên trong đó ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại đâm thẳng vào huyệt thái dương của thần dương ngay trong lúc ngàn cân trao sợi tóc bất ngờ một tiếng nổ ầm vang lên chợt cánh cửa đá hang động dưới lòng đất âm âm vỡ tung tóe một đạo thân ảnh vàng nhạt trực tiếp lấy thân mình phá cánh cửa lao thẳng vào bên trong từ một bên lao tới đổ thanh dương đang muốn giết thượng dương một thanh âm nặng nề vang lên cả người đổ thanh dương tựa như bị khối sắt đụng vào cả người bay ra trăm trượng bên ngoài trực tiếp đụng vào cái vách núi đá rồi rớt xuống đổ thanh dương dễ dụa một hồi rồi mới bò dậy được lúc trước hắn đã miễn cưỡng lắm mới áp chế được thương thế nhưng bây giờ hắn cũng không cách nào áp chế nó được nữa. Bỗng nhiên trong miệng của hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, bắn vương vãi trên mặt đất. Còn bàn tay của Đỗ Thanh Dương thì nắm chặt đám máu thịt be bét trước ngực. Lão đạo thối lui mấy bước về phía sau, dựa lưng vào cái vách đá tối đen như mực, từ đó cố gắng chống đỡ cả người lên, hai chân run rẩy dữ dội không ngừng, bộ dáng hắn giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về thân ảnh đã phá cửa lao vào kia, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc mở miệng hỏi: Cốt thiên tầm, sao lại là ngươi? Ở phía xa xa kia, một thân ảnh màu vàng có dáng người thước tha đang đứng sánh vai bên cạnh thần dương. Không phải ai khác, chính là người đứng đầu khu thứ nhất, huyền đấu sĩ Cốt thiên tầm. Tại sao không phải là ta chứ? Ta chờ ngày này đã đồng trả ba dạng năm rồi. Hai mắt của Cốt thiên tầm lạnh lùng vô cùng, đến cái chớp mắt cũng không có, nhìn thẳng vào Đỗ thanh dương trong miệng từ tốn nói ra. Ba dạng năm, cuối cùng ngươi là ai? Đỗ Thanh Dương lạnh giọng nói Xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt rồi Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ Ngươi còn nhớ năm đó ngươi ở huyền Chỉ Thành Bắt cóc một nữ tử không vậy? Ánh mắt của Cúc Thiên Tầm hơi chớp động từ từ nói ra Huyền Chỉ Thành Hẳn là Sắc mặt của Đỗ Thanh Dương trầm xuống Năm đó cũng chính ở chỗ này Ngươi đã dùng già la huyết trận Rút đi huyết mạch chân linh trong cơ thể của nàng Cuối cùng khiến cho nàng bảo thể mà chết ngay cả xương cốt cũng không còn. Cốt Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, bờ môi run rẩy nói ra. Nhan Hồng Ngọc, ngươi là gì của ả? Sắc mặt của Đỗ Thanh Dương hơi đổi, mở miệng hỏi. Cắm miệng, ngươi dám nói tên tục danh của mẫu thân ta? Đột nhiên sắc mặt cốt Thiên Tầm trở nên dữ tợn vô cùng, nổi giận quá to. <laughs> Chả trách, hơn 6.000 năm trước, ngươi chủ động đến Thanh Dương thành ta, xin được gia nhập vào trong huyền đấu trường không ngờ là gì chuẩn bị cho ngày hôm nay Thật sự là kiên nhẫn đó đỗ thanh dương cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói gì <laughs> hôm nay cho dù chờ thêm ba dạng năm nữa thì đã sao cũng may trời không phụ ta cuối cùng cũng để cho ta đợi được cơ hội này người muốn lập lại chiêu cũ tuy nhiên ta đã sớm âm thầm sắp xếp đám thuộc hạ của người lâu nay vẫn bằng mặt mà không bằng lòng với ngươi cốt thiên tầm ngửa mặt lên trời cười to quát lớn rất tốt, vậy xem ra cái chết của hổ bí cũng có liên quan tới ngươi ha. Đỗ Thanh Dương nhìn qua Thượng Dương một chút, rồi ánh mắt lại lần nữa nhìn vào người của Cốt Thiên Tầm, nói ra từng chữ. Cốt Thiên Tầm chỉ cười lạnh không nói gì. Đỗ Thanh Dương quay đầu một bên, phục một cái. Hắn phun ra một ngụm máu sền sệt, sệt, rồi mở miệng nói ra. Mẹ con các ngươi đã tình thâm như vậy. Hôm nay ta sẽ dùng lực lượng huyết mạch mã lưu lại tiễn người xuống minh phủ để đoạn tổ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hai mắt của Đỗ Thanh Dương khép lại, hai tay nắm lại, bất ngờ trong miệng quát to một tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy quanh người của hắn đột nhiên phát ra một mảnh màu sắc lồng lẫy, từ đó nổi lên một tầng lưng phiến nhỏ bé rậm rạp vô cùng. Ngay khi ánh sáng từ cái chậu than đá chiếu vào, chỉ thấy nó tỏa ra một lớp ánh sáng ảo ảnh ngụy trang. Giải đậu nhân bị động tỉnh bên này hấp dẫn, liền thoáng dậy ánh mắt trên người của Hàng Lập, nhìn về phía bên này, lông mày nhịn không được hơi nhíu lại tự lẩm bẩm. Huyền ừ lân thải xà Ngược lại có chút hiếm thấy nha Cố thiên tầm thấy như vậy Bỗng nhiên sắc mặt của nàng trầm xuống Giống như bị đâm vào cái chỗ đâu Làm cho nàng trở nên giận dữ vô cùng Đồ lão tặc Người muốn chết Trong miệng của nàng quát to một tiếng Huyền khiếu dưới hai chân của nàng liên tiếp sáng lên Cả người nàng hơi nghiêng về phía trước Tư thế giống như là con báo Đang tụ lực để săn mồi Bất ngờ bắn nhanh đến Tốc độ nhanh vô cùng Lao thẳng về phía đổ thanh dương ngay thời khắc thân hình của cả hai sắp đụng nhau chợt cốt thiên tầm nhấc một cái bàn tay lên năm ngón tay khép lại như thanh đao bỗng nhiên đâm về phía yết hầu của đỗ thanh dương không biết là do bản thân của đỗ thanh dương bị trọng thương nên không tránh kịp hay căn bản là không muốn tránh né không ngờ lão lấy chính cổ họng yếu ớt của mình hứng chịu một kích này chỉ nghe thấy một âm thanh va chạm rõ ràng vang lên vậy mà yết hầu của đỗ thanh dương lại không bị cốt thiên tầm chặt gãy chỉ thấy lưng phiến trên cổ họng của lão chợt nổi lên ánh sáng năm màu yết hầu giống như cái lò xo coi rụt lại rồi tiếp đó phồng lên mang theo cổ lực lượng cường đại mà cúc thiên tầm đánh tới kia truyền xuống dưới ngực của mình trong nháy mắt cả người của hắn phản phước như con mảnh xà không xương mềm dẻo đến cực điểm mỗi khối cơ bắp ở trên người hắn đều duy trì tần số rung động giống nhau cuối cùng mang cái cổ lực lượng vô hình kia truyền xuống mặt đất còn bản thân của hắn thì không nhận chút ảnh hưởng nào động tác này nhìn như là dài dằng dẳng nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt hắn liền hóa giải một kích dốc toàn lực của cốt thiên tâm. Cùng lúc đó, ngay thời điểm cả người đổ thanh dương rung động, một bàn tay của hắn từ bên cạnh vung lên, đánh mạnh tới khuôn mặt của cốt thiên tâm. Cốt thiên tâm thấy như thế, vội lui ra sau một bước, rồi nâng một quyền đánh tới hắn. Lúc này huyệt huyền khiếu trên cánh tay của nàng đã sáng lên lúc nhà lúc nhúc, một cổ kinh cương vô hình cường đại từ đó tràn ra ngoài. Trong nháy mắt đã phá nát ống tay áo của nàng, lộ ra một cánh tay trắng như tuyết có chút nhỏ bé, trên cánh tay của nàng, từng cuộn cơ bắp hơi gồ lên lộ ra hết sức rõ ràng, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm giác trên đó mang theo cổ lực lượng cường đại vô cùng mạnh mẽ. Trong chớp mắt, quyền trưởng đụng vào nhau, đột nhiên một tiếng nổ tung vang lên, kéo theo đó là một cổ lực lượng trung kích cường đại từ giữa cả hai tỏa ra. Đỗ Thanh Dương giống như một con mãng xà rung động bắp thịt toàn thân, mang theo cái cổ lực lượng đó truyền xuống dưới mặt đất. Tuy vậy, thân thể cũng không tự chủ được, lùi về phía sau, hắn lấy chân đập mạnh vào cái vách đá phía sau mới có thể ngừng lại được còn cốt thiên tầm thì trực tiếp bị cổ lực lượng này va vào khiến cho nàng văng ngược ra bên ngoài nặng nề đập vào cái vách núi đá gần đó mảnh lớn đá vụn từ trên vách núi đổ sụp xuống vùi cả thân hình của nàng vào bên trong thần dương thấy như vậy sắc mặt cũng không nhìn được trở nên khó coi vốn là gã tưởng rằng sau khi đổ thanh dương chịu huyết trận cắn trả chắc hẳn sẽ bị thương nặng mới phải không ngờ đối phương lại còn chiến lược cường hãn như vậy thần dương ngày thường ta không đối xử tệ bạc với ngươi sao ngươi lại đối xử với ta như vậy bây giờ sẽ đến phiên ngươi đỗ thanh dương đảo mắt nhìn về phía thần dương cười lạnh nói hốc mắt của hắn bắt đầu hiện ra từng tơ máu đỏ sậm vốn nửa bên gương mặt của hắn đã xấu xí rồi bây giờ càng thêm trở nên vặn vẹo dữ tận vừa dứt lời cả người của đỗ thanh dương liền lao tới bóng người hắn như lôi điện bất ngờ hiện ra trước người thần dương một chưởng rơi lên chụp vào ngực của thần dương cả người thần dương lóe lên khó khăn lắm mới tránh ra được cốt giáp trước ngực gã lại bị ngón tay của đỗ thanh dương xẹt qua lưu lại mấy cái dấu vết cực sâu thần dương còn chưa kịp kinh hãi xong thì cả người đỗ thanh dương lại kéo duỗi dài ra như một con mãng xà quấn chặt lấy eo của gã một cảm giác tròn nhẵn lạnh lẽo cùng với một cổ lực lượng siết chặt đến cực điểm truyền đến song quyền của thần dương nắm chặt một cái trong miệng quát to một tiếng, tất cả huyền khiếu trên người đều tỏa sáng lên, bên ngoài cơ thể gã tỏa ra một cỗ lực lượng dao động mạnh mẽ, ý đồ muốn kéo tách Đỗ Thanh Dương từ trên người gã ra. Thế nhưng cả người của Đỗ Thanh Dương chỉ hơi thả lỏng một chút, rồi lại lần nữa mạnh mẽ trói chặt lại. Cùng lúc đó, cái miệng của Đỗ Thanh Dương chợt hé ra, vậy mà khóe miệng của hắn giống như vỡ ra, cả cái miệng như được mở rộng ra mấy lần, giống như biến thành miệng của một con mãng xà, bất ngờ cắn xuống đầu của Thần Dương. Thần Dương ra sức vùng vẫy nhưng căn bản không làm được chuyện gì. Chỉ có thể nâng một tay lên ra sức đánh tới cái miệng của Đỗ Thanh Dương đang định lao tới cắn xé. Ngay lúc gã sắp bị hóa thân huyễn lưng thải xà cắn vào đầu thì trong cái đống đá vụn dưới vách núi đá đối diện bỗng nhiên tỏa lên ánh sáng trắng như tuyết rồi vang lên một tiếng nổ to khiến cho đám đá vụn nổ tung ra ngoài. Từ đó thân ảnh của cốt thiên tầm vọt mạnh ra. Nàng liền đưa tay xuống hông của mình khẽ kéo ra một cái sợi bạch cốt tích liên đang quấn lấy eo của nàng, nó như là con linh xà uống lượng bắn tới đâm thẳng về phía con huyễn lưng thải xà kia. Lát chú thích một cái nha, ở trong truyện này nó có dịch là bạch cốt tích liên chính là cái sợi dây xích được làm từ xương của đốt sóng lưng. Rồi tiếp tục nha. Một tiếng sắc bén vang lên, ngay mũi nhọn trên bạch cốt tích liên có đoạn xương cốt hình tam giác lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm vào trên mặt của Đỗ Thanh Dương, liền kéo theo đó một chuỗi tia lửa màu đỏ sậm không ngờ gương mặt của đỗ thanh dương không có chút tổn hại nào chỉ là cái đầu của hắn bị cái cổ lực lượng này tác động mà lệch thoáng qua một bên chợt cắn lên bờ vai của thần dương một cái trong miệng của hắn mọc ra răng nanh cũng theo đó đâm thật sâu vào trong xương bả vai của thần dương cốt thiên tầm thấy như vậy sắc mặt biến đổi không ngừng nhưng vẫn không chịu từ bỏ mỗi chân liền di động một cái mà bay tới cổ tay của nàng rung lên sợi bạch cốt tích liên kia lập tức len keng rung động kéo dài chừng mười trượng rồi từng khối xương trắng phía trên nhanh chóng co vào, hóa thành một thanh bạch cốt trường kiếm dài chừng bốn thước. Chỉ thấy huyền khiếu cả người của nàng đều sáng lên, cơ bắp trên hai tay của nàng cũng gồ lên, đồng thời hai tay cầm kiếm, cả người nàng giống như con phi yến, xoay mấy vòng ở giữa không trung, vận dụng sức mạnh cả người đến cực hạn, chém mạnh vào đầu của Đỗ Thanh Dương. Một tiếng gió vù vù gào thét vang lên, dường như kèm theo đó từ trong hư không xuất hiện ra một đường vết rách một âm thanh phốc vang lên bạch cốt trường kiếm chém mạnh vào mặt của đỗ thanh dương kéo theo là dòng máu đỏ thẫm chảy ra mũi kiếm thấm máu phá vỡ làn da của đỗ thanh dương chém vào xương sọ của hắn trung quy cũng không thể một kích lập công chặt đứt đầu của hắn được hơn nữa nó lại bị cắm ở bên trong xương cốt trên gương mặt của hắn cốt thiên tầm thấy như thế con người coi rụt lại Đấy lòng không khỏi hiện lên một cảm giác vô lực hầu như nàng đã dùng hết sức cho một kích này vậy mà cũng không thể giết chết được đỗ thanh dương <laughs> Tiểu nha đầu, bây giờ ngươi đã biết lực lượng huyết mạch của mẹ ngươi mạnh đến mức nào chưa? Đáng tiếc ngươi không thể kế thừa được, nếu không ngươi có thể sống lâu thêm một chút rồi, tiện thể để cho ta hút thêm một phen. <laughs> đỗ Thanh Dương khẽ buông cái bả vai của Thần Dương xuống, càng rỡ cười to nói. Đúng lúc này dị biến phát sinh, Thần Dương bị thân thể Đỗ Thanh Dương quấn quanh, sau khi thân thể của y được buông lỏng một chút, trong mắt thoáng hiện lên vẻ độc ác, bất ngờ y nâng cánh tay phải lên, ngón tay xếp lại như đau đâm thẳng về kẻ trước mặt hơn hai mươi huyền khiếu trên cánh tay của y sáng lên từng cái mỗi một chỗ phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời ở giữa còn tỏa ra sức nóng như lửa chỉ nghe một tiếng phốc vang lên huyết quang ở eo của đỗ thanh dương hiện ra vậy mà lại bị đâm thủng cánh tay phải của thần dương sắc bén như dao giống như một thanh bạch cốt trường kiếm nhưng chỉ đâm vào cỡ một đốt ngón tay không thể đâm sâu hơn nữa <laughs> hồ đầu ngu xuẩn Đỗ Thanh Dương nhìn xuống vết thương trên người, hừ lạnh nói ra. Nhưng gã chưa kịp dứt lời, một tiếng nổ bành vang lên. Tiếp đó lại từng đợt tiếng bành bành vang lên không ngớt. Thường Dương đâm cả cánh tay phải của mình vào thân thể của Đỗ Thanh Dương. Bên ngoài huyền khiếu liên tục chớp động bạch quang, lại vỡ ra tứ tán, khiến cho eo của Đỗ Thanh Dương nổ tung, huyết nhục mơ hồ biến thành một cái lỗ lớn. Đỗ Thanh Dương gào thét lên, đầu của gã ngẩng lên, miệng đầy máu há to ra. Máu đỏ không ngừng chảy ra từ miệng, gã vô cùng tức giận cắn xuống thần dương thường thế trong cơ thể của gã không cách nào áp chế được thải lưng lập lòe bất định dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào sắc mặt của thần dương kinh hãi hốt hoảng dùng cánh tay trái còn lại của mình chắn trước người <laughs> lúc này một đợt tiếng gió gào thét vang lên một thân ảnh từ đằng xa mơ hồ nổ bắn tới hiện ra một bóng người cao lớn toàn thân đẫm máu bất ngờ hắn nâng một quyền lên cánh tay không ngừng nổ đoan 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 mười mấy huyền khiếu sáng lên nện mạnh xuống bạch cốt trường kiếm của cốt thiên tầm đang kẹt lại trên mặt của đỗ thanh dương một tiếng vang thật lớn cốt thiên tầm cảm thấy cánh tay dường như chết lặng không cách nào cầm nổi trường kiếm đành buông tay ra cả người bị đẩy bay ra ngoài mũi kiếm bạch cốt cắt ngang qua không hề bị cái xương cốt cản lại chỗ cổ đỗ thanh dương tỏa sáng thải lưng thình linh vỡ vụn ra đầu của gã cũng bị phân thành hai nửa rơi từ trên vai của thần dương xuống phát ra một tiếng vang nặng nề tiếp theo mũi kiếm bạch cốt lóe lên đâm vào vị trí đang điền dưới bụng xoắn nát nguyên anh của gã trong đó đột nhiên hai mắt của thần dương trợn lên nửa mặt bị hứt tương và úy vật bắn vào cả người cứng ngắc tại chỗ tay trái còn duy trì tư thế chắn trước mặt không hề nhúc nhích biến cố này phát sinh nhanh đến mức kỳ lạ không chỉ gã mà ngay cả cốt thiên tầm cũng sững sờ ngay tại chỗ Mấy hơi thở sau, nàng quay đầu lại nhìn cái bóng người toàn thân bị huyết tương bao phủ kia, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Người mà nàng vốn cho rằng là vật hy sinh chắc chắn phải chết, đó là Lệ Phi Vũ. Đương nhiên cũng chính là Hàng Lập. Càng khiến tôi nàng kinh hãi hơn là lúc này 72 huyền khiếu trên người của Hàng Lập đều sáng lên. Hàng Lập ngoại trừ tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công và Vũ Hóa Phi Thăng Công ra được 54 chỗ huyền khiếu. Giờ trên hai cánh tay lại xuất hiện thêm 18 chỗ huyền khiếu mới tinh đại đại lực kim cương quyết sao sao có thể như vậy được Cốt thiên tầm nhận ra vị trí huyền khiếu trên cánh tay của hàng lập trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được không kiềm chế được mà kinh hãi kêu lên thành tiếng thời gian bọn họ trao đổi công pháp cách đây không lâu làm sao người này có thể tu luyện đại lực kim cương quyết đại thành đã thông toàn bộ 18 chỗ huyền khiếu chẳng lẽ là vì già la huyết trận Cốt thiên tầm nhìn hàng lập cả người đầy máu thân sắc do dự nhưng không có cử động nào khác lúc này thần dương cũng khôi phục lại thần sắc người khẽ rung lên rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường giờ đỗ thanh dương đã chết rồi tự nhiên không cách nào trói buộc gã được nữa đợi khi gã chậm rãi đứng lên thân hình đỗ thanh dương phía trước ngã xuống hoàn toàn ngay vị trí khảm trên cái bạch cốt trường kiếm cũng liên tục vỡ vụn ra ba người ai cũng nhìn đối phương một cái trong nhất thời tất cả đều trầm mặt xuống không ai có cử động gì bất kể là tình nguyện hay là không bọn hắn cũng xem như đã hợp lực mới chém chết đỗ thanh dương một lát sau hàng lập vẫn có cử động trước nếu có thể tôi cũng không muốn chém giết cùng các ngươi hắn lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách với hai người rồi nói ra thường dương và cốt thiên tầm đồng thời lùi về sau một bước trong mắt đàn đầy vẻ đề phòng lệ đậu hữu ta cũng có ý này cốt thiên tầm đáp rất nhanh ờ à, hai vậy vừa rồi chúng ta xem như là chung sức hợp tác một phen rồi mới có thể sống sót được vậy thì không nên tự tàn sát lẫn nhau nha trên mặt của thần dương lộ ra vẻ tươi cười cứng ngắc nói ra dứt lời gã lấy trong lòng ra một cái hộp đá màu đen từ trong đó lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu rồi nuốt vào chỉ thấy chỗ miệng vết thương ở cánh tay đẫm máu kia lộ ra xương trắng bị gãy máu và linh quang màu trắng đang xen hội tụ lại vô số mầm thịt ở trong linh quang điên cuồng sinh trưởng trong nháy mắt sinh ra một cánh tay phải hình dáng sơ bộ không biết thần dương lấy từ đâu ra một khối da thú bao bọc lại cánh tay dường như là mới sinh ra này Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàng lập đưa tay lau sạch Huyết tương ở trên mặt mở miệng hỏi Lệ đào hữu, việc này còn chưa rõ sao? Chuyện này ta và thần dương đội trưởng À không, nên nói là ta và thần dương Thành chủ mua đồ liên thủ Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào lệ đào hữu Mới giải quyết dứt khoát mà giết được hắn Cúc thiên tầm cười nói Nói như vậy Chất lỏng màu đỏ trong bình mà lệ mổ đã uống vào Cũng là do các người để lại hả? trong lòng của Hàng lập khẽ động bất động thanh sắc hỏi xem ra hai người cốt thiên tầm và thần dương một người vì báo thù một người vì chức thành chủ mượn cơ hội ở già la huyết trận mà động tay động chân để diệt trừ đỗ thanh dương kết quả lại để xảy ra sai sót khiến cho Hàng lập nhờ họa mà được phúc một lần hành động cắn nốt khí huyết và tinh thần lực của đám người đỗ thanh dương làm cho thân thể chi lực của mình tăng mạnh lên hoàn toàn chính xác là ta đưa đó nhưng mà lại đạo hữu yên tâm đi cái bình kia bớt quá là thay máu cuồng huyết lân thử chỉ ngưng luyện ra một ít đủ để hấp thu huyết mạch trong cơ thể đạo hữu giúp nó cuồng bạo hơn mà thôi bản thân cũng không có bất cứ tác dụng độc hại gì cả cúc thiên tâm xin lỗi rồi nói <laughs> không có tác dụng độc hại hả lời đạo hữu nói khó tránh khỏi có chút nhẹ nhàng rồi đó hàng lập cười lạnh nói lời đạo hữu có gì trách cứ nói đi Ta không còn lời nào để biện minh nữa cả hoàn toàn chính xác vốn dĩ mục đích ta cho đạo hữu uống cái vật này á, là để lợi dụng đạo hữu phản về đỗ thanh dương cũng không có quan tâm đến kết quả đạo hữu ra sao cả cúc thiên tầm thản nhiên nói ra giờ giờ này á, lệ đạo hữu hãy cho ta tạ lộ trước một tiếng nha nếu ta không mời đạo hữu đến thanh dương thành á, thì chân lên huyết mạch trong cơ thể của đạo hữu cũng không bị đỗ thanh dương thèm muốn tự nhiên cũng không gặp phải một loạt phiền toán như vậy rồi trước đó nhiều lần ta ra tay với đạo hữu thật sự là do đỗ thanh dương sai khiến thôi ờ, đúng là bất đắc dĩ thôi à Thần Dương cung kính thi lễ với Hàng Lập rồi nói ra. Nếu hành động đó đều là bất đắc dĩ, chuyện đã đến nước này thì ta cũng không muốn so đo. Hàng Lập lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái nói ra. Đối với Thần Dương và Cốt Thiên Tầm này, hắn tự nhiên nửa điểm cũng không tin. Trong hoàn cảnh lúc đó, hắn chỉ là một con cờ của hai người bọn họ, hoàn toàn không đáng để đối phương cố kỵ. Nhưng bây giờ hai người lại có ý muốn thương lượng với hắn, cũng chỉ vì hôm nay bọn họ nhìn thấu thực lực của hắn nên mới sinh ra lòng kiên kỵ mà thôi. Lễ huynh rộng lượng, tại hạ thật lòng khâm phục. Cúc Thiên Tầm cười thi lễ rồi nói ra. Nếu hôm nay xóa bỏ hết hiềm khích lúc trước rồi, Lễ mẫu cũng không cần ở lại đây nữa, cáo từ các vị. Hàng Lập thấy như vậy, chắp tay về phía hai người định rời đi. Hôm nay hắc kiếp trùng trong cơ thể của hắn còn chưa giải trừ, hắn luôn lo lắng cho tính mạng của mình. Chỉ có cách mau chóng tìm được hắc kiếp thạch mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Lễ hôm huynh hôm nào đừng giỏi, Ờ, tuy Đỗ Thanh Dương và bốn đội trưởng thân tính của hắn đã chết rồi, nhưng thế lực còn sót lại vẫn còn khá nhiều á. Nếu không triệt để khống chế, chỉ sợ chúng ta khó mà yên ổn nha. Lần này ta tự bảo huyền khiếu, cánh tay phải này trong thời gian ngắn xem như bị phế rồi. Do vậy, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Thấy Hàng Lập quay người đi, Thường Dương vội vàng mở miệng ngăn lại. Thường Dương đậu hữu muốn ta giúp người ngồi lên cái vị trí thành chủ Thanh Dương Thành này hả? Hàng Lập dừng bước quay người hỏi, không sai, trải qua chuyện lần này ta mới biết thực lực chân chính của lại đạo hữu không ngờ lại mạnh vậy. Nên ta muốn mời đạo hữu gia nhập liên minh với ta và cốt đạo hữu. Đợi đến lúc chúng ta cùng nhau lấy được thanh dương thành, lúc đó không còn lo sợ an nguy nữa. Ngày sau tu luyện cần thú hạch đều được cung cấp đầy đủ, hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả. Thường Dương gật đầu nói, Hàng Lập nghe như vậy có chút do dự, sau đó trầm mặt suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ta có hai điều kiện ngươi phải đồng ý, nếu không thì không cần bạn nữa. Ờ, mời đậu hủ nói. Lông mày của thường dương lơ đảng nhíu lại một chút rồi nói ra. Trước khi tiến vào huyền đấu trường, á trong cơ thể của ta đã bị gieo hắt kiếp trùng, thứ này nhất định phải lấy ra. Mà khác lúc trước ta đến đây cùng thạch không đậu hữu và giải đậu nhân, phải thả hai người bọn họ ra. Hàng lập nói như thế. <laughs> lời đậu hữu nè, thật sự không giấu gì nha, hát kiếp trùng này chính là cấm chế độc môn do Đỗ Thanh Dương nghiên cứu chế tạo ra, ta cũng không cách nào lấy ra được. Nhưng mà tên Đỗ Thanh Dương này có một cái bảo khố bí mật được trong trữ nghiêm mật, hát kiếp trùng là thủ đoạn chủ yếu của hắn ở huyện đấu trường, có lẽ phương pháp giải trừ được dấu ở trong đó đó, chúng ta còn phải tới đó tìm kiếm một chút. Thần Dương thở dài rồi nói ra, bảo khố hả? Vậy thì đến đó xem thử đi. Hàng Lập nghe như vậy thì khẽ gật đầu, về cái gì thạch không đậu hữu kia Thật có lỗi nha Không biết là gì do duyên cớ gì Y có lẽ đã bị đổ thành dương phái người đưa đến huyền thành rồi Từ đó ta không có tin tức gì nữa Vì phần giải đậu nhân Những năm này vẫn ở bên cạnh của ta Xem như là tôi tớ Không những không làm khó Ngược lại còn được trọng dụng nữa Nếu hắn nguyện ý trở lại với đậu hữu Ta tự nhiên không phản đối gì rồi Thần dương dứt lời ánh mắt nhìn về phía giải đậu nhân Đứng trang nghiêm nơi xa Hàng lập cũng nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua Kết quả thấy giải đậu nhân như mắt điếc tai ngơ, không có bất kỳ động tác nào cả, một bộ dạng thờ ơ. Hàng lập thấy như vậy trong lòng trầm xuống, thực sự không biết nói gì nữa. Trong hang động an tĩnh hơn 10 hơi thở, bầu không khí lộ ra vài phần nặng nề. Chuyện này để bàn lại sau đi, không bằng ở thần dư đậu hữu đưa chúng ta đến mật khu phủ thành chủ tìm cách giải trừ hắc kiếp trùng. Lúc này cốt thiên tầm mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Cốt đậu hữu nói chí phải đó, bất quá trước khi đi chúng ta phải thu thập nơi này trước cái đã, Mỗi người dọn dẹp một phen rồi hãy đi nha Thường Dương nghe như vậy Nhìn lướt qua hàng động bừa bãi Và cái vết bẩn trên thân ba người Nói ra Hết tập 206 Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.